Rồi, xin chào tất cả anh em nhé, đã quay trở lại kênh của bên em Quý Bắc Giang. Bên em thì chuyên cung cấp tất cả các loại động cơ nhé. Thì hôm nay thì bên em giới thiệu cho tất cả anh em là mấy cái đầu máy mới nhé. Thì anh em mua nhiều máy cũ rồi, thì anh em mà có muốn chơi cái dòng mới này thì bên em vẫn có thể bên em vẫn bán máy mới bình thường nhé. Tất cả bên em có tất cả các dòng máy của Đài Loan, Trung Quốc, từ máy 110 đến 150-200cc nhá. Thì anh em có nhu cầu đặt hàng thì bên em toàn hàng chính hãng rồi. Lifan, Longjin, Longsen. Đấy, anh em nào chưa biết đến kênh của bên em thì bên em giới thiệu một chút nữa là em là Quyết, em Bắc Giang, chuyên động cơ cũ mới đều có cả. Và số điện thoại trực tiếp mua hàng bên em là 0364011683 và 0983198883. Cái này thì hàng thì bên em nó gọi là đồ tốt, thế nên là đi đôi với chất lượng cao. Đấy, giá tiền thì cũng không hề rẻ một chút nào cả. Còn anh em cứ điện trực tiếp cho bên em, là anh em cứ điện hỏi trực tiếp cái mã con nào tên là gì thì bên em sẽ báo giá luôn cho tất cả anh em. Đấy, thì anh em cứ thiện chí mua thì anh em cứ điện trực tiếp cho bên em nhé. Và con máy sẽ lắp vào con máy gì thì bên em sẽ giới thiệu luôn cho anh em. Đấy, anh em bớt chút thì anh em đăng ký kênh nhá. Rồi, đầu tiên thì bên em sẽ giới thiệu con máy. Con máy là tên nó là Hanzi. Đấy, con này là hơi hơi 125 nhá. Đấy, 125cc. Đấy, con này là lắp cho form máy dòng con Ui Jim. Đấy, anh em lắp được hết nhá. Máy cực khỏe rồi. Đầu bò nhỏ, tay biên lớn, và cái máy của nó là form giống máy Jim nhá. Máy Jim nhá. Thì anh em có thay máy cái thì anh em thay thì nó cũng trùng luôn, đẹp luôn. Hàng gì? Đấy, giá máy thì anh em mới liên hệ trực tiếp. Và tất cả hàng này thì bên em sẽ đóng theo cho anh em là cần đạp, cần số và chế vào khí. Cần đạp, cần số, chế vào khí nhá. Và hàng mới này cũng chạy rất chi là êm, và anh em chạy có mà 3-4 năm nữa mới phải thay máy hoặc là sửa chữa. Đấy, máy thì cũng rất là đẹp. Của bên tại người thôi. Thì anh em cứ mua máy, anh em cứ dầu mỡ cẩn thận đầy đủ là anh em có thể dùng rất chi là bền. Đấy. Rồi, tiếp theo con thứ hai nha anh em nhá. Con thứ hai bên em, cái này thì em bán vừa rồi vừa về 12 con mà bây giờ chỉ còn 2 con rồi. Đấy, anh em mua rồi anh em chạy thử rất là đẹp. Form máy đây, 150, hơi 150, ly fan chính hãng, theo cần đạp, cần số và chế vào khí, cốt 17 nhá. Đấy, cốt 17 anh em gắn vào xe Uy, xe Jim được hết. Anh em muốn độ nó mạnh khỏe thì anh em chơi con ly fan 150 này. Đấy, 150 form máy đẹp anh em nhá. Đấy, và em quay chi tiết rồi, anh em mua thì anh em báo là bán cho con Lifan 150 lòng khô anh em nhá, và nó theo kèm theo cần đạp, cần số và chế hoa khí. Đấy, máy cực đẹp, cực chất luôn. Đấy, anh em mà có nhu cầu mua thì alo cho bên em. Anh em cứ bớt chút thời gian anh em đăng ký kênh nhá. Rồi, tiếp theo con Super Cup đây. Đấy, đây là mang cá của nó em. Đây, Super Cup này, mang cá nhá. Đây là hàng Đài Loan anh em nhá. Đấy, hàng Đài Loan Super Cup. Super Cup này là hơi 125 nhá. Đấy, con này máy khỏe, dùng cho anh em nào những con xe mình kỷ niệm này, hoặc là anh em muốn chạy tốc độ một chút. Cái này là dùng em không biết là dùng vít lửa hay IC, cái này vì em không lắm được. Đấy, về anh em mua anh em tự độ nhá. Đấy, còn form bên này giống con Cup đây. Đấy, Super Cup nhá. Hơi 125, máy siêu chất luôn. Đấy, em giới thiệu sơ qua nhá, hàng bên em hàng toàn mới nên là không có một chút thì gọi là ấy, bên em vẫn bảo hành cho anh em nhá. Rồi, tiếp theo con thứ tư anh em nhá. Đây, con thứ tư sẽ rơi là con Lifan 125 số móc. Đấy, 125 số móc, và hàng này là hàng chính hãng. Đấy, Lifan đề gầm côn tay PL7 124 124. Đấy, Lifan đề gầm côn tay, anh em lắp cho 67 này, quay gym cũng in được hết nhá. Anh em về anh em độ. Đấy, còn đây là đầu bò nhỏ, tay biên lớn, nó chạy phi rất là tít nhá. Con này thì chất rồi. Đây, số nó số móc nhá. Đấy, số móc anh em có thể nhìn qua. Và bên em còn có Longjin nữa. Đây, con Longjin bên này nhá. Đấy, con Longjin thì nó tương tự như thế thôi. Đấy, cũng là số móc nhá. Đây là Longjin, hãng máy của nó này, nó như nhau, còn lốc con bề này nó giống con 67 này. Đấy, lốc giống con 67 anh em nhá. Lốc giống 67, máy cực đẹp, theo cần đạp, cần số, chế khí. Rồi, tiếp theo là một con máy 3 tiến một lùi nhá.
Đây, máy 3 tiến một lùi. Super Cup lắp vừa cho tất cả dòng Honda. 1 2 3 tiến và anh em sẽ dừng lại và sẽ 3 2 1 tới mức mo. Và cái số lùi, lùi là lùi trực tiếp nhông xích, anh em chế go-kart hoặc là anh em nào bị khuyết tật thì hoặc là muốn sử dụng cái xe của mình mà có số lùi mà chạy nhông xích nhá thì anh em chơi con này. Đấy, cái giá của nó là 3 triệu rưỡi. Đấy, báo luôn cho anh em 3 triệu rưỡi nhá. Rồi, tiếp theo đây con 67 này, 67 đời gầm nhá. Cái này thì bên em giới thiệu nhiều rồi. Đấy, 67 đời gầm 125. Đấy. 67 đời gầm 125 anh em nhá. Đấy. Phòng máy nó cũng rất chi là đẹp với anh em nhá. Đấy. Bên em toàn hàng chất, hàng đẹp thôi. Rồi, tiếp theo là con máy hàng nội địa. Nó tên là máy zinc pin anh em nhá. Máy zinc pin. Của nó giống form máy con Lifan ấy, con Lifan mà anh em hay lắp và Lifan côn tự động hoặc là côn tay nhá. Đấy thì bên em đều có hết đây. Con này Lifan 125 anh em nhá. Hơi nhôm. Và con này giá rẻ thôi. Con này nó giá 4 triệu rưỡi một con này. 4 triệu rưỡi một con anh em nhá. Đấy. 4 triệu rưỡi một con bao ship luôn. Máy mới theo cần đạp cần số mới chế hoặc khí mới anh em nhá. Đấy, con này em quên em không nhét ở đây, cái này nó bụi nó vào. Đấy, con máy đây. Anh em về lắp tất cả vừa dòng Way Gym cũng win hết được là anh em đây là ok nhất. Rồi tiếp theo giới thiệu con cuối cùng này. Đây. Con này là con Suzuki AX 100, Suzuki AX 100 và con này sẽ là hai thì nhá. Con này em bán giờ giá là của nó là 7.600.000 đồng. Đấy, cái này hàng nó vừa mới về, con Suzuki AX 100 máy mới anh em nhá, hàng Suzuki. Đây, nó hơi xước một chút, hơi bẩn. Hơi 100 anh em nhé. Thì nó kèm theo là bộ chế hoa khí này, mà mô bin này. Đấy. Và cần đạp cần số anh em nhé. Thì con này nó xăng pha nhớt. Đấy, xăng pha nhớt thì anh em chạy con này thì máy rất chỉ là êm. Bên em trước có nhập một con máy, một hẳn một con xe từ Trung Quốc về nhé. Đấy là con Suzuki AX100 này, nó lổ rất chiệt hay. Đấy, lổ rất chiệt hay anh em nhé. Máy thì nó đây, form máy dơ hẳn lên. Đấy. Vì cái dòng hai thì nó cũng không giống như con xì bo bên mình nên là nó ấy, nên là bên em có nhập được mỗi cái dòng này thôi. Dòng máy mới anh em nhé, về chạy yên tâm luôn. Anh em độ chế là rất chi là ngon. Rồi, kết thúc video ở đây. Em có mấy con máy thì anh em mà có nhu cầu mua thì trực tiếp cho bên em nhé. Rồi, chào tất cả anh em.